Vào tối ngày 12 tháng 12, phía đại diện công ty quản lý của Châu Hải My đã đưa ra thông báo xác nhận Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 do bị bệnh nặng. Chúng tôi vô cùng thương tiếc phải thông báo với mọi người, chị Châu Hải My đã rời xa chúng tôi vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 do bị bệnh, điều trị nhưng vẫn không qua khỏi. Cầu mong chị ở nơi thiên đường không còn bệnh tật, nguyện kiếp sau chúng ta gặp lại nhau. Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: Hải My thân yêu, hy vọng con ở thế giới khác sẽ tiếp tục vui vẻ hạnh phúc, gia đình tự hào về con. Ngay sau khi thông tin nữ diễn viên ra đi, nhiều đồng nghiệp và bạn bè người hâm mộ bày tỏ niềm thương tiếc tới cô. Trong đó, Lương Triệu Vĩ và Lưu Gia Linh, những người luôn ít chú ý đến tin tức trong ngành, cũng chia sẻ về sự ra đi của nữ diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên, Lương Triệu Vĩ thẳng thắn nói, trong thời đại thông tin này, điều quan trọng là không bị ảnh hưởng bởi người khác. Khó thế nhưng Châu Hải My đã làm được, chỉ vì trái tim cô ấy đủ trong sáng và giản dị. Tôi nghĩ mỗi chúng ta nên trân trọng từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không thể phủ nhận cuộc đời Châu Hải My đã mang đến cho khán giả rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Nhờ tính cách vui vẻ và tài năng diễn xuất tuyệt vời, cô thu hút được một lượng lớn fan hùng hậu. Châu Hải My vừa đón sinh nhật hôm 6 tháng 12. Những tháng cuối đời, cô thường xuyên cập nhật ảnh công việc đời thường trên mạng xã hội. Trạng thái cuối của diễn viên trên Douyin là vào ngày 8 tháng 12. Diễn viên đăng ảnh hậu trường đóng Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 vai Chu Chỉ Nhược và Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 vai Diệt Tuyệt Sư Thái. Cô còn được mệnh danh là nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh nhỏ. Thực tế, Châu Hải My mắc bệnh lupus ban đỏ đã lâu, cô đã chiến đấu với chúng trong nhiều năm. Trong cuộc phỏng vấn trước đó, nữ diễn viên đã nói rõ rằng mình chỉ bị tiểu cầu thấp. Nhiều cư dân mạng đã rất đau buồn khi biết thông tin này. Ngày 13 tháng 12, ảnh chụp màn hình bệnh án điện tử của cố diễn viên Châu Hải My bị rò rỉ. Hồ sơ bệnh án cho thấy bệnh viện tiếp nhận nữ diễn viên là bệnh viện ở Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, Trung Quốc. Việc lộ thông tin của Châu Hải My khiến khán giả phẫn nộ, chỉ trích bệnh viện tắc trách thiếu chuyên nghiệp. Theo Sohu, nguồn tin tại bệnh viện cho biết hai người liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ bệnh án đã được tìm thấy và giao cho cảnh sát điều tra. Một trong hai người là nhân viên bệnh viện, người còn lại là bạn của nhân viên này. Nhân viên liên quan đã bị đình chỉ hành nghề và bệnh viện đang chờ kết quả điều tra thêm của cảnh sát. Nhân viên xác nhận hồ sơ bệnh án đăng trên mạng đúng là hồ sơ của Châu Hải My tại bệnh viện. Người này nói việc điều tra và xử lý tiếp theo sẽ tiến hành dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát. Sau thông tin Châu Hải My qua đời, bệnh án của nữ diễn viên lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Theo HK01, nữ diễn viên được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Kinh vào lúc 11 giờ 11 phút sáng 11 tháng 12. Thông tin từ hồ sơ bệnh án cho thấy toàn thân nữ diễn viên lạnh cứng, đồng tử giãn, không có phản xạ với ánh sáng, không còn hơi thở, cơ thể có vết bầm tím. Một số ghi nhận việc Châu Hải My từng mắc bệnh cao huyết áp và bệnh lupus ban đỏ cũng được ghi lại. Các nhân viên liên quan của Ủy ban Y tế quận Thuận Nghĩa cho biết bệnh viện đang phối hợp cùng cảnh sát điều tra vụ việc và kết quả được công bố sớm nhất có thể.